chào bạn, mình là Kiều Anh, là người quản lý sản phẩm siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Thưa bạn, trong video này thì Kiều Anh sẽ chia sẻ tới mọi người bốn lý do mà chúng ta nên sử dụng sản phẩm Cao Linh Chi Đen đến từ Hàn Quốc. À, thưa các bạn, một cơ thể khỏe mạnh không mắc phải bệnh tật luôn là điều mà chúng ta mong muốn. Tuy nhiên thì theo thời gian cơ thể chắc chắn là sẽ xuất hiện nhiều vấn đề như là ốm đau, bệnh tật và những căn bệnh nguy hiểm khác À, quan trọng hơn là với việc môi trường hiện nay thì ngày càng ô nhiễm cũng như là đồ ăn thức uống thì ngày càng mất vệ sinh an toàn thực phẩm à, thế nên là nhiều người cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình à, vậy phải làm như thế nào để có thể là giúp tăng cường sức khỏe à, cũng như là phòng chống được nhiều căn bệnh nguy hiểm và đó chính là lý do mà trong video này kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn bốn lý do mà chúng ta nên sử dụng sản phẩm cao linh chi đen đến từ hàn quốc À thưa các bạn, sản phẩm cao linh chi đen đến từ Hàn Quốc này là một trong những sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường hiện nay bởi những tính chất vô cùng quý hiếm mà nó mang lại đối với sức khỏe của con người. À đây là sản phẩm được chiết xuất 100% từ linh chi đen, một trong những loại linh chi nằm trong nhóm 6 loại nấm linh chi quý hiếm nhất hiện nay. Và với phương pháp sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Hàn Quốc cũng như là cô đặc lại thế nên là sản phẩm này thì vẫn giữ nguyên được những công dụng những tính chất vốn có của linh chi đen và dưới đây sẽ là bốn lý do mà bạn nên sử dụng sản phẩm này đầu tiên là đối với những người mắc bệnh cao huyết áp À, thưa các bạn với sản phẩm linh chi đen thế này thì những người cao huyết áp hay là có huyết áp không ổn định thì nên sử dụng sản phẩm này à, bởi trong sản phẩm cao linh chi đen đến từ hàn quốc thì có chứa chất polysaccharide một trong những loại hợp chất vô cùng quý hiếm cũng như là có tác dụng vô cùng tốt đối với việc là điều hòa kiểm soát huyết áp của chúng ta đặc biệt nếu như với sản phẩm này chúng ta sử dụng trong một thời gian dài thì nó sẽ còn có tác dụng là làm giảm đi căn bệnh cao huyết áp của chúng ta cũng như là điều trị căn bệnh này một cách hiệu quả. Thứ hai, cao linh chi đen Hàn Quốc thì giúp cho việc là lưu thông máu tốt hơn. À, với sản phẩm cao linh chi đen thế này thì khi sử dụng nó không chỉ là giúp làm giảm triệu chứng huyết áp cao, điều hòa huyết áp mà nó còn có một trong những công dụng vô cùng tuyệt vời đó chính là giúp máu của chúng ta lưu thông tốt hơn. Đặc biệt sản phẩm này thì còn có tác dụng làm giảm cholesterol xấu ở trong cơ thể của chúng ta Cũng như là đánh bay các cholesterol xấu và ngăn chặn sự hình thành của chúng ở trên thành mạch máu à, Và theo đó thì sẽ giúp ngăn chặn được nhiều căn bệnh nguy hiểm như là sơ vữa động mạch hay là tim mạch Và sử dụng sản phẩm Cao Linh Chi này trong một thời gian dài Nó sẽ giúp ngăn chặn được những căn bệnh liên quan về tim mạch hay là não Đặc biệt, hoạt chất germanium có trong cao linh chi đen thì còn giúp cho là vận chuyển oxy vào các mạch máu được tốt hơn cũng như là giúp máu được lưu thông và tuần hoàn tốt hơn. Và sản phẩm này thì vô cùng tốt cho chị em phụ nữ trong việc là điều hòa kinh nguyệt thứ ba nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng à, hoạt chất polysaccharides có trong cao linh chi đen đến từ hàn quốc này à, thì giúp tăng cường hệ miễn dịch cho chúng ta đặc biệt là nó ngăn chặn sự xâm nhập của các loại virus vi khuẩn cũng như là giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn à, tránh mắc phải một số căn bệnh như là cảm cúm hay là ốm vặt à, đặc biệt Hoạt chất này thì còn được nghiên cứu và chứng minh rằng có khả năng tìm và tiêu diệt các tế bào ung thư cũng như là kìm hãm sự phát triển của các tế bào HIV, một trong những căn bệnh thế kỷ hiện nay. Và lý do cuối cùng để giúp chúng ta sử dụng sản phẩm Cao Linh Chi đen đến từ Hàn Quốc này, đó chính là công dụng giúp ngăn ngừa sự lão hóa sớm cũng như là kéo dài tuổi thọ ở bên cạnh hợp chất polysaccharides mà kiểu anh vừa kể trên thì hợp chất polypeptide có trong cao linh chi đen đến từ Hàn Quốc này thì được chứng minh là có công dụng trong việc là giúp ngăn chặn sự lão hóa sớm cũng như là giúp cho làn da của chúng ta trở nên căng bóng, xóa mờ các vết nám, chân chim và tàn nhang. À, sản phẩm này thì còn rất tốt cho việc làm đẹp của chị em phụ nữ à, bởi nó giúp xóa mờ các nếp nhăn như kiểu của anh vừa kể và nó sẽ giúp cho những người mà thường xuyên mắc mụn nhọt à, loại bỏ các độc tố trên da trong cơ thể giúp các bạn có một làn da trắng sáng hơn à, cũng như là giúp cho tóc của chúng ta đen và bóng mượt hơn Vâng, đặc biệt sản phẩm Cao Linh Chi đến từ Hàn Quốc này thì với thiết kế vô cùng sang trọng như kiểu anh vừa mở cho các bạn thấy Ở bên trong hộp như thế này thì nó sẽ có 3 lọ như thế này ạ à, Và với sản phẩm Cao Linh Chi đen đến từ Hàn Quốc này thì chúng ta có thể sử dụng được rất là lâu dài mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe Đặc biệt là với thiết kế hộp gỗ sang trọng như thế này thì chúng ta có thể sử dụng vừa làm quà tặng cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp hay là sếp của chúng ta. Và bên trong hộp tao linh chi này sẽ có đi kèm theo là một chiếc thìa gỗ như thế này để giúp chúng ta là phân lượng cũng như là mỗi khi chúng ta lấy linh chi từ lọ ra thì nó sẽ đúng liều lượng hơn và khi sử dụng cũng sẽ có tác dụng tốt hơn. Và với sản phẩm như thế này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm bởi trong quá trình sử dụng thì chỉ sau từ 1 cho đến là 2 tháng dùng thôi, các bạn sẽ thấy là những công dụng nó mang lại với sức khỏe của chúng ta là vô cùng tuyệt vời. Vâng, và với sản phẩm cao linh chi đen đến từ Hàn Quốc này để có thể là tận dụng được hết những công dụng mà nó mang lại thì các bạn hãy nhớ rằng đối với những người mà muốn tăng cường sức khỏe, phòng chống lại nhiều căn bệnh nguy hiểm thì mỗi ngày chúng ta sẽ uống hai lần và mỗi lần thì chúng ta sẽ lấy từ 1 cho đến là hai thìa cao linh chi đen để pha với nước ấm và chúng ta có thể là uống trước ăn từ 15 cho đến là 20 phút. Còn đối với những người mà muốn chữa bệnh thì mỗi ngày chúng ta hãy uống 3 lần và mỗi lần lấy hai thìa cao linh chi đen pha với nước ấm à, để uống trước bữa ăn từ 15 cho đến là 20 phút trong quá trình dùng thì các bạn cũng có thể là pha thêm mật ong với linh chi để có thể là dễ uống hơn cũng như là thơm ngon hơn và đặc biệt sản phẩm này thì có thể là dùng được cho mọi lứa tuổi À vâng với những công dụng tuyệt vời cũng như là với bốn lý do thuyết phục mà kiều anh vừa đưa ra bên trên thì hẳn rằng các bạn sẽ muốn sử dụng sản phẩm này để có được sức khỏe tốt nhất phòng tránh được những căn bệnh nguy hiểm cũng như là kéo dài tuổi thọ cho bản thân mình đúng không ạ? Và kiều anh cũng xin được gợi ý một trong những địa điểm uy tín để các bạn có thể mua sản phẩm cao linh chi đen đến từ hàn quốc này đó chính là siêu thị hàn quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi siêu thị Hàn Quốc thì với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Đặc biệt, khi mua sản phẩm tại đây thì Korea Shop 24 giờ cũng có những chính sách đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Đầu tiên đó là chính sách giao hàng nhanh chóng. Với những khách hàng trong nội thành Hà Nội thì sau khi đặt hàng 24 giờ sẽ nhận được sản phẩm. Còn đối với những khách hàng ở ngoại tỉnh thì sẽ là từ 2 cho đến là 4 ngày. Siêu thị Hàn Quốc với đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ phục vụ khách hàng 24 trên 24, luôn luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của khách hàng từ khi bắt đầu sử dụng sản phẩm cho đến khi là kết thúc liệu trình. Thứ ba, sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc thì đến từ những thương hiệu nổi tiếng như là Samsung, Cheong Sung Won hay là Quang Đông. Thứ tư, siêu thị Hàn Quốc thì không chỉ phục vụ các khách hàng ở trong nước, mà ngay cả các khách hàng ở quốc tế thì siêu thị Hàn Quốc cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ phục vụ. Thứ năm, sản phẩm Cao Linh Chi đen được bán tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì cam kết có giấy tờ công bố sản phẩm cũng như là chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thứ sáu, khi nhận sản phẩm, bạn được phép kiểm tra hàng rồi sau đó mới thanh toán. Và cuối cùng, siêu thị Hàn Quốc cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận hàng bạn thấy là sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. À, hẳn là với những tiêu chí như trên thì các bạn đã hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm tại đây rồi đúng không ạ? Vậy phải làm như thế nào để sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời như thế này? Thì Kiều Anh xin được gợi ý một trong ba phương thức để các bạn có thể đặt hàng. Đầu tiên, đó chính là các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm. Kiều Anh xin nhắc lại một lần nữa là 0904 363 985. Thứ hai, các bạn hãy nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn dành cho sản phẩm cao linh chi đen đến từ Hàn Quốc này, cũng như là nhận được các tư vấn từ những chuyên viên. Vâng, chỉ với một trong ba phương thức trên thôi mà chúng ta không cần đi lại nhiều đã có thể sở hữu trong tay sản phẩm tuyệt vời như thế này rồi ạ. Đặc biệt với những khách hàng đặt hàng sản phẩm trong ngày hôm nay thì sẽ nhận được những khuyến mãi, những ưu đãi dành riêng cho sản phẩm này vô cùng hấp dẫn. Với những ưu đãi những khuyến mãi vô cùng hấp dẫn như vậy thì mọi người còn chờ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng sản phẩm ạ. À. Và Kiều Anh xin được nhắc lại, chỉ với những khách hàng đặt sản phẩm trong ngày hôm nay mới nhận được những ưu đãi, những chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Vâng, hy vọng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo ở dưới đây để nhận được những thông báo mới nhất về các video bổ ích đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.